Kính thưa cô chú anh chị, hiện Nghĩa đang có mặt ở Ba Tri, ấp 9, xã An Hiệp của Bến Tre, xuống thăm hoàn cảnh của anh Liền. Thì anh Liền bệnh rất là nặng. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị vào bên trong theo dõi. Thì thấy bé đi học về. Ủa con đâu vậy? Thắng lại thắng lại. Con ai vậy? Con Ba Liền. Con là con Ba Liền hả? Dạ. Con học lớp mấy? Con học lớp 5. Lớp 5 à? Rồi con thắng xe lại chú hỏi thăm xíu. Học lớp 5. Là có phải là ba con là cái người bệnh bụng bự chổng không? Dạ phải. Phải hả? Chú gắng xíu. Con học lớp 5 là dạ. Con là con lớn hay sao? Dạ, con lớn. Con là anh hai. Dạ, con là anh hai. Anh hai. Con nay bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi ha. Ủa đi học là con lụm thêm này á hả? Dạ. Ngày nào cũng lụm hả? Dạ, đi học là lụm. Đi học là lụm. Dạ. Một ngày con lụm được bán được bao nhiêu tiền? Ngày nào cũng lụm. Con lụm từ lúc mấy tuổi giờ? Mới lụm đây à. Mới lụm đây ha. Dạ. Cũng như là thấy ba là bệnh hoạn thì con cũng lụm phụ ba hả? Dạ. Ừ. Mà con tên gì nè? Con tên Tiền, Tiền tên... Nhật Tiền. Dạ. Là con đi học thường cái học về mấy giờ? Có bữa về sớm, có bữa về trễ. À, con đi lụm là có lụm từ đâu? Ở trong trường. Lụm vào trong trường hết? Dạ. Dạ, rồi đem về nhà. Rồi để dành cho mẹ bán ha. Để dạ. Mà có thuốc thang. Rồi có tiền mua đồ ăn cho con ha. Dạ. Ừ. Rồi con học giỏi không? Con học cũng khá. Cũng khá hả? Rồi con đi lụm dây chai này nè. Dạ. Rồi được như thế hả? Dạ. Rồi cũng như là con lụm trong trường. Rồi đi dọc dọc đường rồi con lụm tiếp hả? Dạ. À, giỏi vậy. Rồi đi học rồi có ăn uống gì chưa? Dạ rồi sáng con ăn mì nhà. Sáng ăn mì nhà. Dạ. Dạ. Rồi, con vô nhà đi rồi tí nữa chú vô thăm nha. Dạ. Rồi. Con vô đi. Trời ơi, con bé giỏi ghê. Ngày nào cũng lụm gì hết con? Dạ, ngày nào cũng lụm. Ngoan quá con ơi. Thì em đang ghi hình đó thì thấy bé chạy xe về. Thì không biết con ai, thì em hỏi thì mới biết là con của anh Liền bị bệnh trong cô chú anh chị. Ba không có về. Ờ, cái này con đi đi học con lụm bữa gài hả? Dạ. Con đi học con lụm gì rồi bạn bè có hỏi không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi bạn bè hỏi thì con nói như sao? Bạn hỏi không có tiền đi học nữa. Rồi con nói như sao? Ừ. Hả? Con nói ừ. Không có tiền học. Dạ. Nhưng mà cái lúc đầu con đi lụm với chai con có ngại dữ không? Dạ có. Rồi bây giờ con ngại không? Dạ không. Cũng như là biết ba mẹ nghèo rồi đi lụm phụ ba mẹ ha. Dạ. Con cầm bao một chút vô quá. Là nói mấy này là bạn bè đi học ăn bỏ rồi con lụm hả? Sáng là con ăn mì ở nhà con đi học thôi. Dạ. Rồi nước con đem theo con uống hả? Dạ nước đem theo uống. Ừ. Cô chú anh chị thấy bé mới học lớp 5 mà thì thấy ba mẹ thì cũng khó khăn, cha thì bệnh nặng. Thì bé cũng gán đi lụm từng cái chai để mà kiếm tiền phụ mẹ được đồng nào hay đồng đó. Rồi con đi về rồi trưa con có đi lụm nữa không? Dạ không. Trưa con ở nhà con học bài hả? Dạ. Cái bao này con lụm tới giờ là được mấy ngày rồi? 3-4 ngày. 3-4 ngày hả? Dạ. Ừ. Dạ em chào chị. Dạ chào dạ. Thì cũng có khán giả theo dõi trên kênh của em á. Dạ. Thì cũng biết là gia đình của mình gặp
khó khăn, và chị thì cũng đang nuôi chồng bệnh nhiều năm, thì bệnh thì cũng rất là nặng, và nuôi hai đứa con nhỏ. Thì chị cho em biết là chị tên gì ạ? Dạ em tên Chi. Dạ. Dạ. Còn chồng chị tên gì? À, chồng em tên Liền. Dạ. Dạ. Rồi con tên gì con? Con tên Tiền. Con tên gì? Con tên gì? Anh Phát Trinh. Anh Phát. À. Con dạ tao con tên Phát. Con dạ Trinh Phát. Hồi nãy em đi thì em cũng thấy là đang ghi hình, thấy bé chạy xe vô thì cũng đi học về, cũng đi lượm dây chai phụ mình hả chị? Dạ. Nó nói ở ngoài trường ngoài có dây chai nhiều để nó đi, rồi nó đi học về rồi nó lượm vậy đó, rồi nó bán, rồi nó kiếm tiền nó cho em nó ăn bánh. Dạ. Dạ. Rồi chị ơi, là tình hình sức khỏe của chồng chị hiện tại như thế nào chị? Dạ, ảnh giờ ảnh cũng mệt hoài, cũng rầu lắm. Dạ. Sức khỏe ảnh không có được khỏe, anh mệt hoài, rồi sáng giờ anh cũng nằm không, anh ngồi không nổi. Dạ, là trước kia là chồng chị bệnh sao chị? Dạ, anh bị suy thận giai đoạn cuối. Là thời gian đầu là mình bị bệnh gì? À, thời gian đầu không có bệnh gì trơn, có năm đầu tiên là anh bị huyết áp. Dạ. Anh bị huyết áp cao, rồi xong rồi uống thuốc huyết áp đó, rồi có năm đó rồi mới mệt, rồi đi khám ra là bị suy thận, em Chợ Rẫy khám mà nó bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận luôn. Yeah. Rồi tới nay luôn là 3 năm rồi. Dạ. Dạ. 3 năm nay rồi là chị ở nhà là chị đi làm được gì để mà có tiền để khai sở chị? À, lúc trước thì em có lọt một điều chứ ảnh còn khỏe thì lọt một điều đó chứ cũng là đánh ghế mà đây nè. Yeah. Về làm. Yeah. Giờ mấy tháng nay ảnh mệt hoài cũng làm không có được. Dạ. Sợ làm rồi mình làm không có đủ thời gian của giao cho mấy chị máy cũng không được, cho nên giờ cũng phải lo cho ảnh không mà chứ không có làm gì được hết. Dạ. Bây giờ em mời chị vào bên trong thăm anh chồng chị, cũng như mời cô chú anh chị vào lắng nghe cuộc trò chuyện của anh, giờ xem sức khỏe của anh như thế nào chị trước hay chị. Dạ. Đi không? Dạ. Mẹ ăn con đây. Con mấy tuổi rồi? 3 tuổi xong tự đi bộ phải ôm mẹ hoài vậy. Con xuống con đâu, con xuống đi bộ thử ra giỏi nè. 1, 2 con bốn tuổi. 4 tuổi phải tự đi chứ không được ôm theo mẹ hoài nha. Ôm nó đi vậy lớn rồi nha. Giỏi. À, anh hai nói gì kìa? Anh hai nói gì? Anh hai nói con coi chừng té. Hồi nãy nghe nói là con lớn của chị bé học năm là về nấu cơm nước luôn hả chị? Dạ, nó nấu cơm được chứ đồ ăn thì chưa nấu được anh. Có bắt cơm, nói chung là nó phụ em nhiều lắm. Nhiều khi ba nó mệt á rồi em không có làm gì được á, em lo cho ba nó. Dạ. Nó làm công chuyện hết. Dạ. Ủa nhà này mình cũng xây lâu hả chị? Dạ, nhà này xây hồi lúc anh còn khỏe, hồi lúc thằng này mới học mẫu giáo à. Lúc còn lớn hay là mới học mẫu giáo à? Cũng như là cái ngày xưa là mình làm ăn thì cũng được đụng cái anh bệnh hả chị? Dạ đúng rồi, hồi đó là anh làm tài xế. Anh làm ở trên Long An á, anh Cầu Đen á. Rồi... Được con, bây giờ chú vô thăm ba con mà. Thôi, từ từ. Dạ. Đi vô chị. Đi vô con. Rồi đụng cái anh đó, bệnh. Dạ, rồi vừa cất được cái nhà này xong cái anh bệnh mà. Hồi đó làm cũng có tiền, cũng không có tiền nhiều. Yeah. Rồi cái mua vật liệu mà đây nè, mua thiếu. Rồi làm trả từ từ. Yeah. Dạ, rồi vừa trả hết cái giờ. Trả nợ hết cái ổng mắc bệnh lên. Yeah. Dạ. Anh là lúc nào cũng thở oxy gì hết chị? Em dạ. Anh thấy trong người sao anh? Đừng có. À, cái gúng anh nó lồi vậy là lúc nào anh? Dạ, cũng gần cả năm. À, lúc trước, là bây giờ anh còn trò chuyện với em được không? À, anh đang thở oxy luôn hả? Anh ngồi vậy nổi không? Anh ngồi vậy đi. Thôi được, anh nằm đi anh. À, được thở oxy 24/24 không chị? Ừ. Lúc khỏe thì em lấy ra. Có lúc khỏe, uống nước vô cho nó giật. Là bây giờ là sức khỏe của anh là điều trị bệnh như thế nào chị? Dạ giờ chỉ chạy thận à. Dạ, rồi mỗi tháng là mình chạy thận bao nhiêu tiền chị? À, dạ này cũng đỡ là có hộ nghèo cho nên không có tốn tiền chứ
Không có hộ nghèo tới 10-11 triệu. Dạ, cũng như là bây giờ là chạy thận là mình hộ nghèo. Dạ. Nên là không có tốn tiền, mình dạ. chỉ tốn tiền xe lên đó. Dạ, tiền xe, tiền ăn uống thôi chứ tiền chạy thận thì không có tốn. Dạ. Nhiều khi ảnh mệt rồi phát sinh thuốc thêm ở ngoài là mình phải chịu tiền thuốc ở ngoài. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là mấy năm nay là chị ở nhà lo chứ cho mấy nhỏ đi học rồi. Dạ. À, hình như cái nguồn kinh tế là chỉ giống như chị chia sẻ là chỉ là lột hạt điều thôi hả chị? Dạ. Mà mấy tháng nay hôm trước Tết tới nay em cũng không có lột được mà cũng không có làm ghế được nữa. Dạ. Dạ. Có khi em làm ghế, có khi em lột một điều. Nhưng mà giờ ảnh vậy em đâu có làm được. Mới nằm bệnh viện, mới về đây tuần lễ, đừng con. Mới về đây tuần lễ, nằm cho ảnh 10 ngày. Là mỗi lần chạy thận là chạy mấy ngày chị? Dạ, chạy thận là chạy trưa đi, chiều về, tối về. Đừng. Yeah. Chưa đi 12 giờ rưỡi em đi tới 7 giờ, 8 giờ. Em về tới đây có khi về trễ thì 8 giờ, 8 giờ mấy. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thuốc bệnh viện cho mình luôn hả chị? Dạ đúng rồi, thuốc hàng tháng thì thuốc huyết áp với thuốc trợ tim á, yeah. là của bệnh viện cấp cho mình luôn. Yeah. Hai nữa là hiện tại là phương thuốc điều trị là chỉ chạy thận không hả chị? Dạ đúng rồi. Cái thời gian đầu bệnh mình không có tiền cái bệnh hay sao chị? Dạ không, tự nhiên anh bỏ ăn, anh mệt. Mệt anh ngủ hoài, anh nói chắc làm mệt rồi buồn ngủ, rồi thiếu ngủ rồi buồn ngủ. Dạ. À, thật ra là có một tuần lễ vậy cái đi lên, bữa đó ông chủ ông đi khám bệnh đó, rồi ông nói thôi mày bệnh quá, đi với tao khám, mình lên chợ ảnh khám, lên chợ rẫy khám, cái đồng ra là bác sĩ bắt nhập viện luôn. À, không cho về luôn, bắt nhập viện phải chạy thận luôn, chứ giờ bác sĩ nói giờ không chạy là chết. Dạ. Dạ. Anh bỏ ăn, anh ăn không được. Dạ. Rồi bây giờ là anh chỉ uống thuốc cầm chừng thôi chị? Dạ đúng rồi, uống rồi. Thuốc chứ chạy thận vậy thôi chứ không có phương pháp gì nữa. Dạ. Rồi dạ, giống như nãy giờ thì chị cũng chia sẻ, thì chị cũng nói là sức khỏe của anh vậy luôn rồi. Chị cũng nói cho anh biết sức khỏe của anh vậy luôn rồi. Dạ. Anh cũng biết sức khỏe anh vậy, cũng yếu, anh nói giờ sức khỏe anh yếu lắm. Hôm trước đó, chạy về, anh đi ra đi vô, chạy xe đi rước này được á. Khi em mà lột một điều á, em không có không đi, em nói mượn anh đi rước được. Đưa đi rước được. Rồi đi vòng vòng ở đây nè, đi bộ đi nổi, giờ đi không nổi luôn. Giờ ngồi đây, đây ra trước đi không nổi. Hôm nay sức khỏe ông yếu rồi, giờ ông gán với hai đứa nhỏ này. Chứ để ông bỏ hai đứa nhỏ này, ông tội nghiệp, ông đi không đành. Yeah. Rồi sức khỏe anh vậy rồi, có khi nào mấy đứa nhỏ này nó có tâm sự với ba không chị? Nó hiểu không chị? Nó còn nhỏ này, nó còn nhỏ quá, còn lớn thì nó nói giờ thấy ba vậy nó buồn. Yeah. Lớn thì nó hiểu hả chị? Dạ. Nó thấy ba vậy nó buồn. Còn ông nhỏ này thì ông quá nhỏ, ông không biết gì hết. Ông biết ba ông bệnh vậy thôi chứ ông không có vô tư quá, ông chưa có biết. Đứa bé còn nhỏ quá. Dạ. Giống như hồi nãy thì em cũng hỏi bé lớp 5 thì nó cũng biết là ba bệnh gì. Dạ. Rồi về đi làm mi chai. Dạ. Rồi nó cũng nấu cơm phụ mẹ. Như em đi thì em cũng hai đứa ở nhà gần này nó coi em đó, hai anh em ở nhà vậy đó. Rồi những năm tháng vậy rồi chắc là cái cuộc sống điều kiện nhà mình khó khăn lắm hả chị? Dạ đúng rồi, nhưng mà em cũng phải gán rồi. Chứ nhiều khi hết tiền thì xin mấy chị của ảnh ở trên Sài Gòn á. Dạ. Mà giờ dịch bệnh rồi kinh tế mấy chị làm công nhân chứ buôn bán cũng bế ẩm, không có bán được, không có đi làm được nữa. Yeah. Dịch bệnh rồi mấy anh mấy chị làm công ty làm cũng không được. Anh giờ anh thấy trong người sức khỏe anh sao anh? Mệt 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 mệ
Dạ, em thấy anh thở. Cái bụng anh bự gì, có bị đau lắm không? Nó nặng nặng cái bụng. Cái thời gian đầu anh bệnh rồi anh không có biết mình bệnh sao luôn anh hả? Dạ không. Bây giờ là cái bệnh này là hiện tại là bác sĩ chẩn đoán là chị nói bệnh gì chị? Bệnh giờ ông bị suy thận mãn giai đoạn cuối, mà bây giờ nó quay qua tim rồi phổi nữa, nó biến chứng đủ thứ hết trơn. Mà giấy nay giờ thêm bệnh tim, hở phổi nữa. Ồ, nhiều. Dạ. Bệnh trong ngực dạ dày luôn hả? Dạ. Nói chung giờ nội tạng đến là bệnh hết rồi. Là đêm nào là chị cũng nằm đây, ngồi đây để mà chị chăm sóc anh hả chị? Dạ. Rồi anh có ngủ được không? Có khi anh nằm vậy anh ngủ được một chút, có khi anh nằm không được, anh ngồi cái ghế vậy nè. Dạ. Để cái gối lên rồi anh dựa. Con trai con thường thường á, con nói với ba làm sao, con nói chú nghe đi. Rồi con có biết là ba con bệnh vậy không? Dạ biết. Rồi chị có nói là bệnh của ba không chịu được với bé không? Cũng không có dám nói với nó, rồi nó cũng còn nhỏ quá nên cũng không có nói với nó nữa. Nó chỉ biết là ba nó bệnh nặng thôi chứ không có nói cái điều kia. Dạ, hôm nay bé nó nghe nói luôn rồi. Dạ. Nó nhỏ rồi nó nghe nó cũng rầu nữa. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay thì vô tình chú tới rồi chú hỏi thăm thì rồi con biết chị con có buồn không? Buồn. Buồn hả? Con cũng gán lên nha. Gán lên con phụ với mẹ lo học hành cho ba mẹ vui nha con. Dạ. Thì biết đâu ba con có được phép màu điều trị hết bệnh nha. Con phải ngoan ngoãn với ba mẹ. Rồi bữa rày nhà mình kinh tế còn gì không chị? Bữa nằm bệnh viện thì mấy chị gán gom lại cho được mấy triệu đó, rồi nay cũng hết rồi. Điện xin nữa mà thấy ngại quá chưa. Mới đây có một tuần lễ rồi. Giờ để nán vài bữa đi rồi xin. Là mỗi tháng là cái việc mà điều trị đi lại là bao nhiêu tiền chị? Em đi xe máy này nè, là nay xăng lên nữa, bình xăng em chạy được 2 ngày. Là chị chở anh trên xe máy luôn hả? Dạ. Anh đứng được không? Thì anh gán anh ngồi thôi chứ giờ đi xe kia đâu có tiền đâu mà đi. Dạ. Dạ. Là mỗi lần chạy thẳng đều chở xe máy hết hả? Dạ đúng rồi. Rồi mỗi tháng là mình đi chỉ xăng cổ mà. Xăng cổ rồi mình đổ cũng mấy trăm ngàn. Dạ. Rồi nằm viện là đều là không tốn tiền hết hả chị ha? Dạ, nằm viện không tốn tiền, nhưng mà ảnh thì không tốn tiền, nhưng mà em tốn tiền ăn. Dạ. Như sáng phải mua hủ tiếu ha, mua gì đó cho ông ăn. Dạ. Là tốn tiền sáng, còn cơm thì ông không có tốn tiền, còn em thì phải tốn tiền. Dạ. Còn có khi có lắm lúc thì có mấy bệnh mà nằm kế bên rồi thấy không có ăn đó, rồi cho em luôn thì cũng đỡ tốn tiền bằng đó. Dạ, cũng như mấy bệnh nhân cái bên người ta bệnh dạ, ăn không được. Dạ, ăn không được á rồi người ta cho mình cái phần đó luôn. Dạ. Rồi lúc mà chị đi chị rồi mà hai đứa nhỏ gì để đâu? Dạ ở nhà nè. Thì là đứa lớn trong đứa nhỏ hả? Dạ. Rồi con ở nhà vậy rồi con có biết nấu cơm nước gì cho em ăn không? Dạ biết nấu cơm. À. Cơm với nó chiên trứng cho em nó ăn. Dạ. Như đi chạy thận thì sáng em lo cơm nước rồi. Yeah. Sáng em lo cơm nước rồi em mới đi, chiều tối em về, tại giờ là 12 giờ rưỡi em mới đi. Ba nói gì con kìa? Con rồi. Ngoan với ba. Ngồi đi ba. 12 giờ rưỡi em mới đi, 8 giờ em về. Là sáng em lo cơm rồi. Còn tối chiều thì nó tắm rửa cho em nó. Dạ, buồn quá thì cũng phải gán thôi chứ giờ thấy ảnh buồn vậy cũng phải gán chứ.
mình buồn nữa thì ổng buồn, ổng suy sụp thêm nữa, rồi ổng rầu thêm nữa, rồi thêm lúc đó thêm khổ nữa. Giờ buồn buồn chứ cũng phải gán chứ, cũng đâu có dám nói ảnh, nói ra thì ảnh buồn nữa. Đã sức khỏe anh yếu rồi mà giờ mình nói thì ảnh buồn thêm, nên phải gán. Thì mấy chị thấy vậy chứ cũng đỡ, cũng cho hai ba bà chị lận, rồi hết chị này tới chị kia. Đừng con, con liền rồi mẹ quýnh đó. Là cái thời gian đầu cái bệnh anh cứ đúng nó to lần dần lần lần sao chị? Đầu nó xẹp chứ nó không có bự vậy, sao tự nhiên cái không biết sao mà nó bự từ từ lên. Đợt đó bị chảy máu răng, rồi ăn cơm cũng được, ăn không ăn uống không được, phải uống sữa mà. Rồi xong rồi cái rúng nó to lên hả chị? Từ tuần lễ vậy cái tự nhiên cái bụng nó bình lên luôn, nó to to từ trong một tuần nó bự luôn. Dạ đúng rồi, chảy máu răng hai ngày, ăn không có được, rồi uống sữa không à. Cái có một tuần lễ là cái bụng nó bự lên 10 bữa, cái bụng nó lên luôn. Bữa nay là nó chạy thận, nó xẹp bớt rồi đó. Yeah. Chứ hôm đó là nó bự gấp 3 luôn á. Yeah. Con trai ra đây chú hỏi nè, là con thấy ba bệnh gì á, rồi nhà mình khó khăn á, về hôm nay chú tới đây nè, rồi cũng như có Mạnh Thường Quân đang theo dõi nè, con có mong muốn nói gì không? Cũng mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng em, được em lo cho chồng với lo hai đứa nhỏ. Dạ. Đỡ gánh vác cho mấy chị, giờ mấy chị làm công ty cũng không có tiền. Dạ thì chị ơi, hôm nay thì em xuống thăm gia đình mình á, thì cũng có Mạnh Thường Quân thì cũng gửi tiền em để mà đến những nơi bà con mình khó khăn, cũng như là gia đình chị á. Thì hôm nay em thay mặt Mạnh Thường Quân thì cũng gửi cho chị là 3 triệu đồng. Trong đó là có số tiền của sư cô hội từ thiện Ni Viện Thiên Vũ Úc cho là 1 triệu. Dạ. Cô Hằng ở Mỹ là 1 triệu. Anh Tâm và nhóm bạn ở Mỹ là 1 triệu. Em cũng xin gửi chị 3 triệu đồng, chị nhận ở điểm lại giùm em với. Dạ. Thì cũng mong là số tiền này sẽ giúp cho chị có tiền đổ xăng qua lại để mà điều trị sức khỏe của anh. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn cô Tâm. Dạ, sư cô. Sư cô. Cô Hằng ạ. À. Dạ, dạ, chị cảm ơn Mạnh Quân được rồi. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Để con có tiền con lo cho chồng con với hai đứa con của con. Dạ. Cảm ơn anh, cũng nhờ anh mà mấy Mạnh Thường Quân, mấy cô, mấy chú, anh chị rồi mới biết tới gia đình em. Dạ. Con trai có muốn nói gì không với con? Cảm ơn cô chú rồi. Cảm ơn cô chú. Rồi con hứa gì không? Con hứa gắng học giỏi nè chú ba. Không buồn. Ừ. Thì ở nhà rồi, ba mẹ đi trị bệnh thì con ở nhà cũng nhớ con em nha. Dạ. Con trai nè. Dạ. 4 tuổi rồi phải ngoan nha. Bác hỏi kìa. Dạ. Con 4 tuổi con phải ngoan nha. Dạ. Có muốn nói gì không? Dạ con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác. Ừ. Dạ thì hôm nay em cũng xuống đây thăm gia đình, nếu mà có duyên á, nếu có Mạnh Thường Quân ủng hộ á thì em sẽ xuống thăm gia đình mình tiếp nha. Dạ. Thì chị cũng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Anh cũng cố gắng lên anh nha. Dạ. Dạ. Anh là mới 30 tuổi hả chị? Dạ 32. 32 sinh năm 1990. 90. Dạ. Bệnh cách đây 3 năm rồi. Dạ. 3 năm thật sự thì không đi làm á, kiểu dùng quê của mình á, dùng quê như dùng sâu, rồi hai đứa nhỏ á, thật sự là một khoảng thời gian đầy bể khổ luôn á. Dạ. Thì em cũng phải gán chứ, để vượt cùng chồng em vượt qua khó khăn này chứ, để em mà suy sụp luôn là ảnh cũng sụp theo em luôn, tại giờ sức khỏe của ảnh nó đã kiệt sức quá rồi mà anh phải gán với vợ con. Có giờ... nhiều lúc nào chị suy sụp dữ không chị?
Cũng có mà đâu có dám để anh biết. Dạ, giống như lúc đó tâm trạng như thế nào, hôm nay có duyên thì chị cũng chia sẻ đi. Buồn lắm. Buồn. Giờ không biết nói thì sao. Rồi ba mẹ bên chị biết không? Không, cũng không dám nói. Là tới giờ chưa nói ba mẹ bên nhà chị cũng hả? Như biết bên em cũng biết anh bệnh vậy đó, nhưng mà không có nói là bệnh nhiều. Dạ. Cũng nói là vậy thôi chứ con không có dám nói bệnh nhiều. Nói nhiều sợ cha mẹ hai bên nào cũng giàu hết á. Dạ. Dạ, ai cũng lớn tuổi. Là tới thời điểm hiện tại là hai bên gia đình, hai bên bác là không ai biết là anh bệnh nặng vậy luôn hả chị? Dạ đúng rồi, cũng như biết bệnh thôi chứ không có biết cái bệnh nặng. Giờ nói trên bác sĩ ở trên bệnh viện họ cũng như chạy ảnh rồi. Nói giờ về chơi với tụi nhỏ được ngày nào hay ngày đó. Bác sĩ khuyên mua cái máy oxy. Rồi không có tiền rồi bữa bác sĩ ở trên bệnh viện cũng nói thôi để cô giúp cho. Rồi cô bán bác sĩ có người quen á, mua giùm cái giá rẻ hơn. Mới mua về cho anh sống cho đỡ cho tụi nhỏ lâu một chút. Đừng con. Dạ. Chị cố gắng lên nha. Dạ. Dạ. Mẹ dạ. Con khóc rồi kìa. Nghĩ lại mình có một mình đây, thấy anh gì hoàn cảnh cũng không biết chia sẻ tâm trạng với ai hết chị. Dạ. Dịch bệnh rồi không có ai tới ai nữa, thì trên em cũng không có xuống được, rồi cha mẹ bên Cù Lao cũng không có qua đây được nhiều nữa, nên cũng không có dám nói. Không có dám nói là cha mẹ là ông bệnh nhiều vậy. Thì hai bên nào cũng lớn tuổi hết trơn. Rồi gặp gia đình cũng không có đủ ăn chứ cũng không có dư giả nữa. Cho nên nói ra thì cha mẹ lo thêm chứ cũng không có được gì. Sợ rồi cha mẹ bệnh thêm mà mình cũng khổ nữa. Vợ gán lo ảnh được ngày nào hay ngày đó chứ giờ cũng không biết làm sao. Rồi anh bệnh gì rồi ở quê có ai có thuốc nào trị bệnh này kia không chị ha? Hôm bữa có cái chị ở bên Tiền Giang á, chị chỉ cho cái thuốc uống nó sổ cái bụng ra. Từ hôm nay uống này 3 tháng rồi, vừa uống vừa chạy thận á, thì thấy cũng sổ ra, cũng bớt bớt cái bụng cũng nhưng, mừng. Nhưng mà sổ ra cái bụng vậy rồi trong cái bụng anh có gì bất thường không? Dạ không, cũng đi phân bình thường vậy chứ. Là uống một cái sổ bụng nhỏ lại hả chị? Dạ uống vừa uống đó vừa chạy thận đó đó. Dạ. Cái bụng nó bớt được. Hôm đó là phải rút dịch, cũng nhờ có duyên gặp chị đó, chị chỉ cho thuốc đó uống, chứ hôm nay không uống hút dịch ra vài lần đó, anh cũng không sống được. Là thuốc đó, hút dịch ra hả chị? Thuốc đó là nó sổ, nó cho mình sổ tự nhiên. Mình sổ tự nhiên, mình tống dịch ra tự nhiên từ cái đường phân đó. Còn mà hút dịch á, hút dịch trực tiếp á là ghim cái kim vô bụng nè. Dạ. Ghim cái kim vô bụng mà hút ra cái kim dài, dài lắm. Kim dài khoảng 3 phân à. 4 phân chứ, 3-4 phân à. Rồi ghim trực tiếp vô bụng mà rồi cái dịch đó nó mới ra. À, mỗi lần vô bệnh viện là vậy hả chị? Dạ, là 1 tháng là phải rút. Mà rút ra rồi nó tái lại. Ví dụ như bữa nay rút 2 lít đi, là một tuần lễ sau là nó rút nó lên khoảng 5 lít. Nó tái thì nó tái lại mà nó tái nhiều hơn. Dạ. Ở đâu gặp cái chị bên Tiền Giang, chị chỉ cho thuốc, chị cho thuốc uống. Rồi uống thấy sổ tự nhiên từ hôm nay là 4 tháng rồi không có hút dịch nữa. Dạ. Dạ. Thấy cũng mừng đó chị. Dạ. Cũng... Bây giờ cũng cầu mai là gặp được thuốc nào giúp cho anh khỏe rồi. Dạ. Em cũng
có duyên với chị đó mới chỉ mới cho thuốc uống, chứ gặp không có duyên cũng không biết đường, chắc nay anh cũng không còn. Uống vô cái ảnh nó sổ tự nhiên ra rồi nó chờ mình chạy thận đó đó, cái nó xẹp từ từ. Thôi chị cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Có duyên em sẽ xuống thăm gia đình mình nha. Dạ, em cảm ơn cũng sẽ thấy em về. Anh dạ. Giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ. Dạ. Cố gắng anh. Nhưng lúc đau anh cứ niệm Phật đi rồi sẽ quên bớt cơn đau của mình đó. Chú về nha con. Dạ, chú về. Ừ, giỏi. Dạ, em cảm ơn anh. Con Trang muốn nói gì ạ? Muốn nói gì? Muốn nói gì nói đi. Nói gì? Con nói gì? Muốn nói gì phải mỗi lần nói là nói nhỏ với mẹ vậy hả? Nói gì? Con trai mà nó e thẹn dữ lắm. Dạ. Dạ. Dạ thôi em xin phép em về nha. Dạ. Dạ dạ. Em về ạ. Dạ dạ. Con về ơi. Giỏi. Tiền ơi. Thì con đi học á thì con lụm cho cha phụ ba, là thấy ba bệnh rồi mẹ thì cũng không làm ra tiền, nhà khó khăn coi lụm hả? Dạ. Rồi coi lụm gì bạn bè hỏi hỏi thăm con, rồi lúc đó con có ngại không? Dạ có. Rồi cái động lực nào để mà con hết ngại? Đại mấy bạn làm phụ con. À, rồi con có mà kể về cái hoàn cảnh nhà con không? Dạ không. Con không kể hả? Dạ.